một tay vừa mịn hơn, bóng hơn, trắng hơn, còn tay còn lại hơi đen nha. Hơi đen, mình khoe cái xấu của mình ra cũng hơi kỳ, nhưng mà phải cho mọi người thấy để thôi mọi người không tin đó. Một bên trắng hơn, một bên bị sạm. Mình nói thì nó chỉ là lời nói thôi, còn bây giờ mình phải thực hiện hành động luôn để cho mọi người cùng xem nha. Đây này nè mọi người thấy không, đây là than hoạt tính đó. Cái này gọi là có chất thải độc da, những cái độc tố trên da nè, mình đi nắng nhiều nè, xong rồi mình thải độc da ra. Trước tiên á, thường thường á là chị sẽ tắm sữa tắm trước. Sữa tắm của cái này là bộ chiết xuất từ dâu tằm nha. Mịn da lắm, mình tắm xong rồi mình sẽ xức than hoạt tính lên. Đó. Thơm lắm mọi người ơi, mùi kẹo. Nè, mình xức thử lên nha. Mình phải xức dày lên nha mọi người. Cái này một tháng, ủa một tuần là mình xài một lần. Nếu mà một tuần mình xài như vậy á, thì mình xài được từ 45 cho đến 60 ngày. Đó, mọi người thấy không? Mình phải xức thêm đi. Đó. Xức cho dày dày chút xíu. Cưng không? Trời ơi, chị quay ngoài nắng đen quá nè. Bây giờ phải đi làm đẹp thôi. Mà bây giờ không có thời gian đi spa luôn. Mình phải mua cái bộ này về để mà mình xài. Xài bữa giờ mấy lần rồi á, thấy nó thích lắm luôn. Mỗi lần mình đi ra nắng về là mình phải xài, mình dưỡng da của mình lại, chứ mà để hả lâu quá là coi như bị nám luôn, bị cháy da. Bao nhiêu hả? Cái này 490 đó em, mà đang có chương trình rất là thích luôn. Mình mua một chai 490, mà mình mua 3 chai mình sẽ được tặng một chai sữa tắm, giống như là mình mua cái than ủ trắng này nè, xong rồi mình mua dưỡng ngày, mua dưỡng đêm thì mình sẽ được tặng sữa tắm tẩy tế bào chết. À thôi, bây giờ mình sẽ nói đây là ủ trắng than hoạt tính, còn đây là sữa tắm hàng ngày. Mọi người không tin á, thì đây là giấy chứng nhận sản phẩm nha mọi người. Có giấy chứng nhận sản phẩm đàng hoàng, chị không xài những cái sản phẩm không rõ nguồn gốc. Kem trộn là cái thứ hai. Cái thứ ba là những cái sản phẩm mà có những cái chất giống như là corticon nè, rồi những cái chì nè là chị không sử dụng. Nếu như mà mọi người tìm ra được những cái chất chì, những cái corticon trong này á, thì bên chị sẽ hoàn tiền và đền 100 triệu luôn nha. Ai muốn kiếm tiền thì mua về xài đi, rồi mình ráng tìm ra cái chất corticon là sẽ được 100 triệu nha mọi người. cái này là hả, ủng hộ mọi người luôn. Tại vì chị đã xài rồi, chị không xài những cái sản phẩm này. Nói chung là da của mình mà, thật ra ai cũng phải yêu quý da của mình. Mình là người sử dụng đầu tiên, nếu mình cảm thấy không được đó, thì mình đâu có dám sử dụng nữa đâu. 4 chai này, và trong đó là mình mua 3 chai, chỉ tính tiền 3 chai thôi. Một chai được tặng free ship toàn quốc luôn. Một chai này có giá là 490 ngàn, nhưng mà nếu như mình mua 3 chai mình được tặng một chai thì giá tổng cộng của bộ 4 chai đó sẽ là 1.470.000 đó. Mọi người thấy không, đen rửa nè, bắt đầu nó trắng ra hơn nhiều đó. Cái này là than hoạt tính thôi, mình cũng không có lo nó là có cái chất gì trong này. Chị cũng tìm hiểu kỹ rồi, trong đây nó có chất gì rồi. Kem ngày có dưỡng trắng không anh chị? Có em. Kem ngày phải dưỡng trắng thì nó mới trắng được chứ. Mình phải dưỡng nhiều vô. Chứ mình xài một sản phẩm không á thì nó cũng không có tác dụng nhiều đâu. Mình phải cộng hưởng nhiều sản phẩm cùng một cái hiệu á thì nó mới có tác dụng nhiều. Đó. Mọi người nhìn thử đi. Thấy chưa? Thấy có sự khác biệt không mọi người? Mọi người phải nhìn kỹ nha, nhìn hai tay thì mới thấy được. Một tay vừa mịn hơn, bóng hơn, trắng hơn, còn tay còn lại hơi đen nha. Hơi đen, mình khoe cái xấu của mình ra cũng hơi kỳ, nhưng mà phải cho mọi người thấy để thôi mọi người không tin đó. Một bên trắng hơn, một bên bị sạm. Cái này nó mịn lắm mọi người thấy không, thấy cái độ mướt của làn da nó căng hơn nhiều so với lúc mà mình chưa rửa. Là bên này nè, lúc bên này là chị chưa tắm nè. Đây là kem dưỡng da ban ngày đó. Đây là kem dưỡng da ban ngày, chị sẽ xức thử cho mọi người xem. Đây là tắm thôi, còn bây giờ mình xức lên nữa thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ trắng như thế nào, nó bật tông như thế nào. Cái này là dạng kem mịn, kem với cái tinh chất rất là mềm mượt nè. Mọi người thoa xong mọi người đó,
rớt ra xong rồi mình tán nhẹ 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 nhẹ, vừa vừa thoa vừa massage luôn để cho nó mau thẩm thấu vô da của mình, cái làn da nhìn nó mướt hơn đó. Em nhìn đi, cái căng làn da căng lên hẳn luôn chưa. Sản phẩm của Skin ACE, AEC chứ, AEC nha mọi người. Đây là bộ sản phẩm dưỡng trắng da, tại vì đang đi qua ngoài nắng, nắng quá à, cháy da luôn rồi. Bây giờ mình phải tranh thủ dưỡng da để thôi tí nữa mà quay lại đúng cái cảnh mà da đẹp của mình thì sẽ bị sai đắt co. Rồi ok mọi người ơi, nói nghe nè, mọi người có tin hay không thì mọi người cứ mua về xài thử đi, chỉ xài một sản phẩm thôi là sẽ biết được liền. Còn chị thì chị giống như là cái này là cái ý kiến của mình thôi, tại mọi người cũng inbox hỏi chị là chị xài cái gì cho da mặt, cho da người thì chị trả lời cho mọi người. Mọi người thấy sản phẩm nào phù hợp với mình thì cứ mua xài. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn Vita, bye bye.